Ống tin tặc Triều Tiên Theo Reuters, lệnh trừng phạt phong tỏa bất kỳ tài sản nào của ba nhóm trên liên quan tới Mỹ và cấm các giao dịch với họ, Bộ Tài chính Mỹ cho biết ngày 13 tháng 9. Ngoài ra, bất cứ tổ chức tài chính nước ngoài nào cố tình tạo điều kiện cho các giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ cho các nhóm tin tặc này cũng có thể bị trừng phạt. Nhóm Lazarus bị cáo buộc đứng sau vụ phát tán mã độc WannaCry năm 2017 gây ảnh hưởng đến 150 quốc gia và 300.000 máy tính, gây tê liệt hoạt động của dịch vụ y tế quốc gia Anh. Blue Group bị cáo buộc tìm cách đánh cắp hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ từ các tổ chức tài chính, phối hợp với Lazarus Group để đánh cắp 80 triệu đô la Mỹ từ tài khoản của Ngân hàng Trung ương Bangladesh tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Các công ty an ninh mạng cũng phát hiện nhóm Andriel nỗ lực đánh cắp thông tin thẻ ngân hàng, phát triển phần mềm tấn công vào các trang web đánh bạc trực tuyến và hệ thống máy tính của quân đội Hàn Quốc. Hiện Bộ Ngoại giao Triều Tiên vẫn chưa lên tiếng trước động thái mới từ Washington. Hôm mùng 1 tháng 9. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên khẳng định không có chuyện nước này kiếm được 2 tỷ đô la Mỹ từ tấn công mạng, nhấn mạnh đây là chiêu trò vu khống và bôi nhọ Triều Tiên của các thế lực thù địch.